Từ buổi đầu dựng nước, Cao Bằng đã là nơi cư tụ của bộ lạc Âu Việt, còn gọi là Tây Vu, Tây Âu, Tây Âu Lạc, một trong hai bộ lạc đầu tiên, gồm Lạc Việt, Âu Việt, cùng xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Thủ lĩnh của bộ lạc Âu Việt là Thục Phán. Người Âu Việt còn cư trú ở cả vùng lưỡng Quảng Tức, Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc ngày nay. Thủ lĩnh của bộ lạc Âu Việt là Thục Phán làm chủ một vùng rộng lớn ở phía Nam Trung Quốc, vùng đó được gọi là nước Nam Cương, gồm tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cả vùng Cao Bằng và một số tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam ngày nay mà trung tâm là vùng Cao Bằng. Còn bộ lạc Lạc Việt cư trú chủ yếu ở vùng Phú Thọ, Vĩnh Yên, ngày nay. Nước Nam Cương lúc đó gồm 10 xứ mường, trong đó mường trung tâm là nơi vua ở, đó là kinh đô Nam Bình, nay là Cao Bình, xã Hưng Đạo thành phố Cao Bằng, cách trung tâm thành phố Cao Bằng 10 km, còn 9 mường xung quanh do 9 chúa mường cai quản. Thục Chế làm vua nước Nam Cương 60 năm, khi Thục Chế mất, con là Thục Phán tuy còn ít tuổi nhưng được thay thế vua cha lên làm vua nên các chúa không quy phục. Cả 9 chúa mường đều đem quân về bao vây kinh thành đòi nhường lại ngôi vua. Thục Phán tuy còn nhỏ tuổi nhưng tỏ ra là người thông minh tài cán, trí tuệ hơn người. Thục Phán tổ chức cho 9 chúa lần lượt cùng nhau thi đấu võ, ai thắng sẽ được nhường ngôi vua. Kết quả đấu võ bất phân thắng bại, nên không ai được nhường ngôi vua. Thục Phán lại bày ra cuộc đua tài, ai giỏi nghề gì làm nghề đó, hẹn 3 ngày 3 đêm thì cuộc thi kết thúc, ai hoàn thành đúng hạn là giành phần thắng sẽ được làm vua. Mỗi chúa một việc thách nhau. Thục Phán một mặt ký giao kèo để các chúa thi đấu với nhau, mặt khác chọn 9 cung nữ đủ tài sắc, văn võ kiêm toàn, lẻn đi theo các chúa, dùng mỹ nhân kế để mê hoặc và làm thất bại cuộc đua tài của họ, khi sắp sửa thành công. Kết quả là các chúa thi nhau mất rất nhiều công sức mà không chúa nào thắng cuộc. Thục Phán vẫn giữ ngôi vua, các chúa đều quy phục. Bên cạnh truyền thuyết, các yếu tố về ngôn ngữ, địa danh cũng góp phần giúp các nhà nghiên cứu đưa ra những giả thuyết về nhân vật Thục Phán và vị trí địa bàn lãnh thổ nước Nam Cương. Về địa danh vẫn lưu truyền tên gọi của người Tây cổ, Tây Âu, Tây Hâu. Những bộ lạc cư trú gần nhau họp thành liên minh, tôn bổ chính, bộ lạc nào đông người, giàu có hơn, có thế lực hơn được tôn làm trưởng, gọi là chúa đất. Mọi người gọi chung tộc người mình sinh sống cùng nhau là Tây Hây hay Tây Hâu, có nghĩa người Tây chúng ta, người Tây mình, cư trú ở vùng Tây Âu. Có lúc gọi vùng này là đất Tây Vu vì người Tây thời đó tôn ông Phụt, Bụt, ông Giàng làm phụ đạo, cha dẫn đường, thủ lĩnh bộ lạc. Vu nghĩa là đồng bóng, Phụt Then là một dạng đồng bóng. Các cộng đồng cư dân ở Tây Âu với bản tính sống đơn giản, mộc mạc, chất phác, các chúa đất vùng Tây Âu ít va chạm nội bộ, họ thường thể hiện sự giúp đỡ tương trợ giữa các xứ khi gặp khó khăn hoạn nạn,